Mua tạm nửa cân để ăn thử xem. Đây là lúa nếp của Tú Lệ này, hạt to này. Họ làm rất là thủ công ấy. Cái này tách hạt ra xong rồi có phải phơi không anh? Rồi xong rồi mình giã thẳng luôn này. À rang lên đã chín. À xong rồi giã. Ừ. Giã phải chảy thế. Xong nó bóc tách hết ra mình gậy sàng đúng không? Mà cái lúa này là cái lúa chưa chín già đúng không anh? Phải non non mới làm được nhỉ? Không vâng. Cho ăn cho từ bông mùa chứ. Đấy. Hôm nay mình sáng sớm được. À. Không là già quá, không được non quá.